Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình đã quay trở lại rồi đây, và trong video ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho mọi người cái bookshelf tour của mình. Mình vừa mới chuyển nhà và mình cũng đã quyết định là sẽ decor lại, sẽ sắp xếp lại cái tủ sách nhà mình. Thật sự là cái lần chuyển nhà này á thì mình cảm thấy rất là khó khăn trong việc mà mang hết tất cả những cái số sách mà mình có đi luôn, bởi vì nó rất là nhiều mọi người, nên là mình đã quyết định là cho đi cũng như là tặng lại một số cuốn sách cho tiệm charity shop nè, và một số những người bạn, những người thân quen của mình ở Việt Nam á. Thì đó, mình đã mang đi khá là nhiều sách rồi mọi người, mình đã mang đi cho rất là nhiều. Mình sẽ cùng với mọi người tham quan xem là cái kệ sách mới nhất hiện tại bây giờ đang có ở trong phòng mình thì có những cái cuốn sách nào. Ok, thì mình sẽ không để cho mọi người chờ lâu nữa, mình cùng bắt đầu xem cái bookshelf tour của mình lần này nha. Đây là toàn bộ những em sách mà mình sở hữu hiện tại. Thì mình sẽ quay sơ lược cho mọi người xem là mình có những cái em sách nào, và sau đó thì mình sẽ quay chi tiết tất cả những em sách mà mình đang sở hữu nha. Thì ở đây mình có cái ngăn đầu tiên. Như mọi người có thể thấy là những cái cuốn Harry Potter này trong cái bộ truyện này mình đã có từ rất là lâu rồi, và mình nghĩ là mình cũng đã giới thiệu cho mọi người trong cái bookshelf trước rồi đó, là mình sẽ không lấy em này ra tại vì nó cũng hơi cứng mọi người. Thì phía bên này là mình để những cái chồng sách mà được phun màu thế này. Thật sự thì mình rất thích những cái cuốn sách mà được phun màu này luôn, nó rất là đẹp mà. Thì ở đây mình có cuốn đầu tiên là một cuốn sách khá mới, mình nghĩ là mới ra trong năm nay, Song of Silver Flame Like Night của tác giả Amelia Wen Zhao. Mọi người thấy cái bìa nó đúng đẹp luôn ha. Thì ok, cuốn sách tiếp theo là cuốn sách mà mình mua được ở trong cái tiệm charity shop có tên là The Lost House on Nellis Street của tác giả Akachiona Ward. Đây là một cuốn thriller mà mình nghe nói là cũng khá là hay và đặc biệt các mọi người. Tiếp theo thì có một cái cuốn nổi đình đám một thời, đó chính là cuốn The Maidens. Thì đây là cái tác giả mà rất nổi tiếng với cuốn Bệnh nhân câm lặng ấy. Cuốn này mình cũng đã đọc cũng khá là lâu rồi. Cuốn này cũng là một cuốn mà mình mua được ở trong tiệm charity shop với một cái giá rất là rẻ luôn. Hình như mình mua cuốn này là, đây, có gì vẫn còn giá là 13 đồng. Trong khi đó bình thường một cuốn này nếu mà mình mua ở ngoài hiệu sách thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 15-16 đồng. Và mình mua em này với giá 3 đồng. Cuốn này thì là Daughter of the Moon Goddess của một tác giả người Trung Quốc luôn. Đây, cái gáy màu xanh này rất đẹp luôn ha mọi người. Cuốn này thì là A Sky Beyond the Storm, cuốn cuối cùng trong bộ Ánh lửa trong tro tàn của tác giả Sabatahir, một bộ fantasy mà mình cực kỳ thích luôn. Thì mình sẽ để lại, mình sẽ xếp lại những em sách này ha. Sorry mọi người nếu mà nó có hơi rung lắc nha, tại vì trên này nó hơi cao nên là mình không có dùng cái chân máy được, nên là mình phải cầm tay á, có thể là nó sẽ rung một tí. Thì đó, đây là cái tầng đầu tiên trong cái bàn của mình. Cái bàn này nó là một cái bàn mà theo dạng giống là một cái kệ sách ấy, nên là đó chính là cái tầng đầu tiên. Ok, và đây chính là cái tầng thứ hai trong cái bàn của mình. Đây là những cái cuốn sách mà được vẽ lên ở cái phần này nè. Được vẽ lên thì mình thấy đây là những cái cuốn sách được vẽ lên rất rất là đẹp. Thường thì những cái cuốn sách này là những cái cuốn sách trước tiên mình mua gì nó được vẽ đẹp chứ mọi người. Nhưng mà thật sự thì cũng có vài cuốn thì mình rất là thích. Thì mình sẽ đi từ những cái cuốn phía bên tay trái này trước ha. Thì cuốn đầu tiên mình có đó chính là cuốn The Clockwork Girl của tác giả Anna Mazzola. Thì đây cũng là một cuốn fantasy mà mình mua được từ, mình nghĩ là Noel của 2 năm trước của mọi người. Và thật sự là mình cũng chưa đọc đến em nó luôn, nhưng mà mọi người nhìn nè, rất là đẹp luôn ha. Nó cũng trùng với cái màu sơn móng tay của mình nữa. Thì đó chính là cuốn sách đầu tiên.
Cuốn thứ hai là một cuốn mà mình đã hoàn thành rồi và mình cũng khá là thích. Đây là một cuốn sách science fiction cực kỳ nổi tiếng, đó chính là Dune của tác giả Frank Herbert. Đây, mọi người thấy đẹp không? Thật sự cái lúc mà theo mình nhớ không lầm thì cái cuốn cái limited cái edition này ra mắt cùng với cái đợt mà phim mà có Timothée Chalamet đóng á, của Dune á, thì đây là cái cuốn mà ra mắt vào cái đợt đấy và mọi người đã lùng sục rất là nhiều để đi tìm và mình cũng đã cố gắng để có được em nó trong tay. Thật sự rất là đẹp luôn. Cuốn này mặc dù nó rất là dài và mình đã đọc xong rồi nhưng mà tuy là mình chuyển nhà nhưng mà mình vẫn quyết định là giữ em nó lại với mọi người. Ok, thì tiếp theo mình có một cuốn sách của tác giả TJ Klune có tên là Wolf Song. Đây mọi người, đẹp chưa? Thật sự lúc mà mình thấy cái phần vẽ cái edition này á, là mình phải hốt ngay luôn á, tại vì nó quá quá là đẹp đi, nên là mình cũng đã quyết định tặng em này. Tiếp theo thì sẽ là một cuốn sách cũng khá nổi trong một thời gian, đó chính là The Atlas Six của tác giả Olivia Plath. Mình nghe rất là nhiều những cái ý kiến, có người thích và có người cũng không thích mà nha. Thì đó, mình đây cũng là một cái limited edition của nhà sách Waterstone mà mình cũng đã kịp rinh em nó về. Thật sự là cái bộ này hình như ra tới tập 2, 3 gì luôn rồi đó, nhưng mà mình cũng chưa đọc nên mình cũng không có mua. Và cuốn tiếp theo là một cái cuốn mà mình thấy rất là nhiều người khen, đó chính là cuốn Lessons in Chemistry của tác giả Bonnie Gomez. Cuốn này thì mình cũng đã nghe rất là nhiều người bàn tán rồi, cũng có nhiều những cái tranh cãi về cái cover của UK là cái cover này, và cái bìa của US thì mọi người nói là cái bìa của UK đẹp hơn, và thật sự là nó cũng đẹp thiệt đó mọi người. Ở đây thì họ, để mình zoom cho mọi người, sao nó không có zoom ở đây đó, thì như mọi người thấy ở đây thì sẽ ghi ra cái bảng hóa học, thì cái này nó cũng có liên quan đến cái cuốn sách này mọi người. Thì mình cũng chưa đọc em này luôn mà đây là một trong những cái cuốn sách nằm trong TBR của mình. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng đọc em nó sớm ha. Ok, tiếp theo thì mình có một cuốn sách cũng có một cái thiết kế rất là đẹp, đó chính là cuốn Gallant của tác giả V.E. Schwab. Cuốn này thì mình đã đọc rồi, nói chung là mình thấy cũng ok. Mình thích cuốn này hơn là The Invisible Life of Addie LaRue, cũng cùng tác giả này luôn. Cuốn đó thì mình không có thích lắm, nhưng mà cuốn này thì mình thấy khá là ok. Cuốn này là một cuốn fantasy, thì mình thấy nội dung của nó ok, được. Nói chung là mình duyệt em này hơn là The Invisible Life. Thì mình có cuốn sơn màu đỏ này thì là Ace of Spades của tác giả này. Mình không biết đọc tên nhưng mà cuốn này mình cũng chưa đọc luôn mọi người. Thiệt nhiều cuốn ở đây mình chưa đọc lắm luôn, bởi vì dạo này mình cũng cố gắng là mình không có mua quá là nhiều sách đó. Mình sẽ cố gắng đọc hết những em sách mà mình đang có. Thì đây là cuốn Hollow Post, The Hunt for Morian Row của tác giả Jessica Townsend. Thì cuốn này mình đã đọc tập 1 và 2 rồi. Đây thì mình cũng có Ninth House của tác giả Leigh Bardugo. Tác giả này rất nổi tiếng với lại bộ Six of Crows rồi. Cuốn này mình cũng chưa đọc luôn. Đây, một cuốn sách cũng có gáy màu đen. Tiếp theo thì mình cũng có một cuốn mà mình mua, bởi vì mình thấy cái phần này họ làm khá là đẹp và tệp với lại toàn bộ cái quyển này, nên là mình cũng đã quyết định mua. Thì đây chính là cuốn The Lamp Lighters của tác giả Emma Stonics. Cuốn này mình cũng chưa đọc luôn, mình cũng không biết khi nào mới đọc với mọi người. Thật sự mình có nhiều em sách trong TBR mà mình chưa đụng đến lắm luôn á. Tiếp theo sau cuốn sách, mọi người đẹp chưa? Trời, mình không nghĩ là nó lên video là đẹp vậy luôn á. Thì đây là Piranesi của tác giả Susan Clark. Cuốn này thì là một cuốn fiction mà mình thấy
rất là nhiều người khen hay. Tất cả mọi người đều nói là cái nội dung của nó khá là lập dị, khá là weird, nhưng mà nó rất rất là hay ấy. Thì cuốn này cũng nằm trong TBR của mình trong vòng mấy tháng tới, hy vọng là mình sẽ có thời gian để đọc em nó. Ok, tiếp theo thì là một cuốn sách cũng được phun màu rất đẹp, nhưng mà mình nghĩ là có thể là do mình để kiểu có ánh nắng mặt trời vào ấy, nên là nó bắt đầu nó bị bạc màu rồi mọi người. Thì đây chính là cuốn The City We Became của tác giả N.K. Jemisin. Cái này thì mình nghĩ là mọi người cũng đã thấy ở trên channel của mình rồi, mình cũng có giới thiệu vài lần. Thì đây là một cái cuốn sách kinh điển với thiết kế siêu đẹp. Đó chính là Emma của tác giả Jane Austen. Cuốn này mình đọc rồi, nhưng mà thật ra thì mình cũng không ấn tượng lắm. Mình không thích cuốn này lắm mọi người. Mình về sách kinh điển á, thì mình thích có vẻ như hiện tại bây giờ cuốn mà mình thích nhất vẫn là Jane Eyre. Jane Eyre là cái cuốn mà mình thích nhất. Ok, thì mình sẽ để lại trên này ha. Thì tiếp theo ở phía bên cái chồng này, nó là những cái cuốn sách mà mình chỉ xếp random vậy thôi mọi người, nó không theo thể loại gì đâu, nhưng mà do là mình cũng muốn cho có sự thay đổi á, thì đây là những cuốn sách theo kiểu có hơi hướng vintage, cái màu của nó ngã ngã tí nè mọi người. Thì cuốn đầu tiên là một cuốn fantasy mà mình đang đọc giữa chừng thì mình cũng ngưng. Dạo này mình có bị một cái thói quen là mình đọc rất là nhiều sách, nhưng mà đọc được tầm khoảng hơn 100 trang là mình lại drop, mình không đọc nữa mọi người. Nên là chắc là sắp tới thì mình sẽ cố gắng là phải hoàn thành hết tất cả những cuốn sách còn đang dang dở của mình. Thì Assassin Apprentice của tác giả Robin Hobb là một trong những cuốn sách mà mình đang đọc giữa chừng mà mình bỏ dở. Tới bây giờ mình còn không biết là mình đang dừng ở đâu luôn mọi người, tại vì mình vừa đọc và vừa nghe audiobook nên là thì đó chính là cuốn fantasy đầu tiên. Cuốn tiếp theo thì là một cuốn sách mà bạn của mình rất là thích và nó đã luôn luôn nói với mình rằng trời ơi mày phải đọc đi, cái cuốn fantasy này hay lắm. Thì đó chính là Best of Cold của tác giả Joe Abercrombie. Theo cũng là một cuốn sách của cùng tác giả này luôn, đó chính là The Blade Itself. Mình nghĩ hình như đây là cuốn một trong một cái bộ trilogy có tên là The First Law của tác giả này. Đây cũng là một cái bộ mà bạn của mình cũng khen khá là nhiều, nên là mình cũng đã kịp mua em nó. Cuốn sách này mình mua được ở một cái tiệm sách cũ ở trên Edinburgh, Scotland đó mọi người. Nên là nó cũng có một cái ý nghĩa khá là đặc biệt với mình đó. Ok, thì tiếp theo nó là ba cái cuốn sách trong một cái bộ fantasy The Fifth Season của tác giả N.K. Jemisin. Thì mình có đây là tập 1, tập 2, tập 3. Theo thì mình có một cuốn sách mà mình rất rất là thích năm ngoái. Một cuốn sách mà mình đã phải hú hét rất là nhiều lần, thì đó chính là One True Love của tác giả Taylor Jenkins Reid. Đây sẽ là cuốn sách mà mình thích nhất của tác giả này. Không phải là Seven Husbands of Evelyn Hugo hay là Daisy Jones and the Six, mà là cuốn này. Cuốn này là cuốn sách mà mình thích nhất của tác giả Taylor. Ok, tiếp theo thì mình có một cuốn fiction. Đây có lẽ là cuốn fiction đầu tiên mà mình giới thiệu từ nãy tới giờ đúng không mọi người. Thì đây là Poor Economics. Cuốn này thì mình, như mọi người cũng có thể thấy, cái gáy của nó vẫn còn rất mới, tại vì mình vẫn chưa đọc. Thật sự bây giờ mình ngồi làm bookshelf tour cho mọi người mình cũng cảm thấy xấu hổ lắm luôn, tại vì hầu như là nửa cái kệ sách của mình là những cuốn sách mà mình chưa đọc ấy. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới thì mình rảnh hơn rồi, và việc học của mình nó không còn stress như xưa ấy, thì mình sẽ cố gắng quay lại với thói quen đọc sách nhiều hơn. Ok, thì cuốn sách tiếp theo mình có đó chính là Dốt của tác giả Mary H. K. Choi. Đây là một cuốn sách mà nói về hai chị em, mà một người thì bị bệnh ung thư ấy. Cuốn này thì mình thấy cũng không có quá nhiều người biết đến thì phải, nhưng mà mình có xem YouTube của các anh chị YouTuber nước ngoài thì có một vài anh chị cũng thấy khá là thích cuốn này. Đây mọi người, cuốn này cái bìa của nó như vậy nè đó, mình thật sự rất là thích cái bìa này luôn, nên là đó cũng là một phần lý do mà mình đã mua em này. Ok, thì cuốn sách cuối ở trong cái kệ này thì đó là cũng là một cuốn non-fiction, Bad Blood
Cuốn này nghe nói là một cuốn non-fiction nhưng mà gay cấn và hấp dẫn không khác gì một cuốn fiction trinh thám á, nên là mình cũng khá là tò mò. Với cái kệ sách này á thì có thể là mọi người cũng nhận ra là mình cố gắng để mình xếp em nó theo màu á mọi người. Thì ở cái tầng đầu tiên nó sẽ là tông màu chủ đạo là màu xanh, xanh lá nè, xanh dương nè, và những cái cuốn bên này là những cái cuốn random mà mình không thể nhét vào đâu được. Nhưng mà cái cuốn này nó sẽ nối với lại cái tầng tiếp theo thì nó sẽ là màu đỏ, nên là mình sẽ giới thiệu sau. Thì đó, đây là cái tầng đầu tiên thì mình thấy em voi này, một em voi rất là có kỷ niệm đặc biệt với mình và chị họ của mình á. Và mình thấy là nó cũng có cái màu trùng với những màu sách nên là mình cũng đã để đây. Thì ok, mình sẽ lấy xuống và mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cuốn sách của tầng này ha. Đầu tiên đó chính là cuốn Bốn Ngọn Gió, The Four Winds của tác giả Christine Hanna. Thì có lẽ là mọi người cũng đã biết tác giả này rất là nổi tiếng với lại cuốn Sơn Ca Vẫn Hót rồi. Thì đây cũng là một cuốn historical fiction mà đã có bản dịch tiếng Việt rồi và mình vẫn chưa đọc em nó luôn mọi người. Ok, thì đó chính là cuốn đầu tiên. Tiếp theo thì mình có hai cuốn sách thuộc thể loại kinh điển mà nó có cái thiết kế khá là đặc biệt và trùng với nhau. Thì đó chính là cuốn The Adventure of Sherlock Holmes. Tiếp theo là cuốn Persuasion của tác giả Austen, Jane Austen. Thì đây là hai cuốn sách mà một cuốn là mình mua dịp sinh nhật của mình rất lâu rồi mọi người, và cuốn này là trong một cái lần mình đi một cái tiệm không phải là tiệm charity shop mà một cái tiệm bán đồ gia dụng, mình cũng không biết sao mà lại họ cũng có bán sách và họ bán những cái cuốn sách này với giá rất là rẻ. Thì mình mua cuốn này với giá 9 đồng mọi người, trong khi đó cuốn này giá gốc của nó là 15 đồng. Nè, mọi người thấy không? Một cuốn 9 đồng, một cuốn 15 đồng mà nó không khác nhau gì hết. Cả hai vẫn còn rất mới. Mình rất là vui khi mà mình tìm được cuốn Sherlock Holmes này ở trong cái tiệm bán đồ đó luôn mọi người. Tiếp theo là một cuốn sách tiếng Việt của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Đây là cuốn sách mình cũng khá là thích, mình đọc năm ngoái á. Thì đó chính là Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Cuốn này khá là dễ thương. Cũng có một kỷ niệm khá là đặc biệt của mình đối với cuốn này, nhưng mà anyway, nội dung của cuốn này thật sự mình rất là thích. Mình rất thích tác giả Nguyễn Nhật Ánh và mình cũng ở đây thì mình cũng có hai cuốn thôi. Thì cuốn này là một cuốn sách mà mình rất thích mà mình đọc được trong năm ngoái. Tiếp theo thì mình cũng có một cuốn kinh điển đó là Anne of Green Gables của tác giả Montgomery Mary. Đây cũng là một cái cuốn kinh điển. Mình cũng đã đọc em này rồi, từ rất lâu rồi mọi người. Dễ thương ha. Cuốn này như là mình mua trong cái đợt mà mình đi đi nhà sách, như mình có quay vlog lại luôn ấy. Thì cuốn này là một trong những cuốn mà mình mua trong cái đợt đi nhà sách đó. Tiếp theo thì mình có một cuốn thể loại theo kiểu như là tôn giáo. Thì đó là cuốn Every Good Endeavor. Ok, tiếp theo cũng là một cuốn kinh điển là Pride and Prejudice của tác giả Jane Austen. Tiếp theo mình cũng có một cuốn sách cũng của tác giả Jane Austen luôn. Đây cũng là một cuốn mà mình mua được ở trong cái tiệm gia dụng với giá cực kỳ rẻ, 10 đồng, trong khi đó giá gốc của nó hình như là 16 đồng mọi người, và còn rất là mới luôn. Thì đó chính là cuốn Sense and Sensibility của tác giả Jane Austen luôn. Wow, đẹp quá mọi người ơi. Thật sự luôn, cái màu xanh nó rất là dịu mắt á ha. Tiếp theo thì mình có cuốn The Beekeeper of Aleppo của tác giả Christie Lefteri. Đây là một cuốn historical fiction mà mình cũng có nghe, cũng khá là nổi tiếng. Nói chung là mình đi dạo BookTok hay là TikTok hay là Instagram thì mình thấy mọi người cũng có nhắc đến em này trong một thời gian khá là dài. Nghe nói là cũng lấy đi nước mắt rất là nhiều á. Cuốn này thì cũng đã có bản dịch tiếng Việt, mọi người, là Người Nuôi Ong Thành Elippo. Cuốn này mình cũng chưa đọc luôn. Tiếp theo thì là một cuốn thuộc thể loại romance lãng mạn, You Deserve Each Other. Nghe cái tựa thôi là đã thấy kiểu lãng mạn tình cảm rồi mọi người. Tiếp nữa thì mình có một cuốn kinh điển nữa. Đây,
Đại gia Gatsby. À, tiếp theo thì mọi người sẽ không xa lạ gì với em sách này. Đây có lẽ là cuốn sách mà mình thích nhất qua tất cả các năm luôn, thì đó chính là A Man Called Uwe của tác giả Frederick Bachman. Cách đây vài tuần thì mình cũng có xem một cái bộ phim chuyển thể mà có Tom Hanks đóng với mọi người, thì ông thủ vai ông Uwe này nè, hình như đổi tên lại á, nhưng mà phim thấy coi cũng khá là hay, cũng hài hước và rất là bám sát với lại những gì đã xảy ra trong sách luôn, nên mình thấy khá là ok. Tiếp theo thì là một cuốn sách mà đợt về Việt Nam vừa rồi mình đã mua được, thì đó chính là Mũi Hoài Vọng của tác giả Akio Morishisawa. Thì đây là một cuốn sách mà đợt về Việt Nam vừa rồi mình đã phải quyết tâm là phải hốt em nói cho bằng được, và rất vui là mình đã mang được em nó sang đây. Hiện tại mình chỉ có một vài cuốn sách tiếng Việt Nam thôi, nên là mình cũng kiểu cố gắng để dành mỗi tháng đọc một cuốn thôi mọi người, cho nó đừng có nhanh hết á. Tiếp theo thì mình có một cái cuốn đó là Sorrow and Bliss của tác giả Mark Mason. Đây là một cuốn sách mà anh YouTuber Jack Edwards anh khá là thích. Cuốn này thì mình mua được ở trong charity shop với giá rẻ, mình thấy nên mình cũng kiểu mua luôn. Ở đây thì mình có cuốn này, nó là một cuốn fantasy, The Bone Sword Emperor. Mình có cuốn một nữa mà nó nằm ở dưới cuối cùng đấy, nhưng mình sẽ để cho xem cho mọi người. Thì đây chính là tập 2. Ok, tiếp theo thì cũng là một cuốn mà mình mua được ở trong hiệu tiệm charity shop, đó là Heidi. Đây, một cuốn sách rất là vintage. Mọi người thấy có cái chủ nhân sở hữu trước đó, họ còn đang kiểu sơn màu xanh nửa trần mọi người, xong rồi họ chắc là họ nghỉ, họ không sơn nữa, mà mình cũng thấy rất là đẹp á, nên là mình cũng tìm em nó được ở trong charity shop, mình cũng cũng mua. Tiếp theo thì là một cuốn sách kinh điển mà mình nữa mình cũng rất là thích, Little Women của tác giả Louisa May Alcott. Đây là một cuốn sách kinh điển mà mình cảm thấy là dễ đọc và rất là dễ thương luôn á mọi người. Ok, tiếp theo thì là một cuốn sách mà mình được một người bạn cho mượn, thì nó là Everything I Know About Love của tác giả Dolly Alderton. Thì đó chính là cái kệ đầu tiên. Bây giờ mình sẽ tiếp xuống cái kệ thứ hai ha. Đây chính là cái kệ sách thứ hai của mình, thì tông màu chủ đạo của nó sẽ là màu đỏ và màu nâu vàng. Nói chung là mình cũng cố gắng xếp cho nó gọi là được nhất có thể thôi, chứ không thể nào mà perfect được, nhưng mà mình cũng khá là vui đối với cái thành phẩm này mọi người. Thì ok, đây sẽ là một cái cuốn sách cozy fantasy có tên là Legend and Lattes. Đây là một cuốn mà mình không biết là ở Việt Nam có bản dịch tiếng Việt chưa, nhưng mà cuốn này cũng khá là nổi trong một thời gian dài. Các anh chị booktuber cũng nói khá là nhiều, bởi vì nó có cái vibe cũng khá giống với lại cuốn The House on the Cerulean Sea hả, của tác giả TJ Klune ấy. Thì đây cũng là một cái cuốn mà nó có cái vibe xem như vậy. Cuốn này mình cũng chưa đọc đâu mọi người. Cái này mình đang kiểu muốn để dành cho tới tầm khoảng mùa thu ấy, mùa thu đông tầm khoảng tháng 10 trở đi á, thì mình nghĩ là nó sẽ hợp vibe để đọc hơn á. Cuốn tiếp theo thì là một cuốn sách có bản dịch tiếng Việt luôn, Cách Treo Cổ Một Phù Thủy. Cuốn này thì mình cũng có làm một cái video khá là đặc biệt để mà review riêng về em nó, bởi vì đây là cuốn đầu tiên mà mình được một nhà xuất bản ở Việt Nam gửi sang tận bên này cho mình. Mình cảm thấy rất là vui luôn á, cảm thấy cũng rất là biết ơn, bởi vì mình chỉ là một cái kênh YouTuber cực kỳ nhỏ thôi, nhưng mà cũng được một cái nhà xuất bản để ý, mình cũng khá là vui. Thì cuốn này có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt với mình, nên là lúc nào thì mình cũng sẽ giữ lại em nó. Tiếp theo thì sẽ có một cái cuốn sách là The Cat Who Saved Books của tác giả Shosuke Nasukawa. Cuốn sách này là cuốn sách đã được Nhã Nam dịch ra rồi mọi người. Nhìn là đã thấy dễ thương rồi đúng không? Cuốn này thì mình cũng chưa đọc luôn. Mình cũng kiểu để dành để sắp tới mình sẽ đọc. Thì đó chính là cuốn tiếp theo. Một cuốn nữa mà đợt về Việt Nam vừa rồi mình cũng đã
kịp mang em đó qua bên này, thì đó chính là Nỗi Buồn Chiến Tranh của tác giả Bảo Ninh. Chị My Reader có bảo với mình là ôi em ơi cuốn này buồn lắm đó nha, tại vì mới đầu á mình tính là đọc cuốn này trong đợt khoảng Tết đó mọi người, nhưng mà sau nghe chị My nói vậy nên là mình để dành. Mà nghe bảo là cuốn này rất là hay, rất là nhiều người thích cuốn này nên là mình cũng đã quyết định mang cuốn này từ Việt Nam sang bên này. Tiếp theo thì là một cuốn mà mình cứ để vậy thôi chứ mình cũng không biết, là mình cũng chưa đọc luôn mọi người, thì đó là The Art of War. Cuốn này thì rất là nổi tiếng luôn rồi. Tiếp theo thì mình có Khi Chắc Bao Nhiêu Hạnh Phúc Bấy Nhiêu Của Bản Tình. Không biết sao mình vẫn còn giữ cái em nãy trên kệ của mình luôn mọi người, nhưng mà nói chung là cũng có một cái ý nghĩa khá là đặc biệt nên là mình cũng quyết định giữ lại. Tiếp theo Factfulness của tác giả Hans Rosling. Tiếp theo thì là một cuốn của tác giả Taylor Jenkins Reid. Cuốn này mình cũng đã đọc rồi, là Maybe In Another Life. Cuốn này thì cũng khá là hay, cũng khá là ok á mọi người. Nếu mà để mình rate thì mình sẽ rate cuốn One True Love là cuốn mình thích nhất, sau đó thì mới tới cuốn này, sau đó thì sẽ là Daisy Jones, và sau đó nữa thì mới là Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ok, thì tiếp theo là cuốn fiction, non-fiction là Thank You For Being Late của tác giả Thomas Friedman. Thì mình cũng có một cái cuốn thriller có tên là The Last Thing He Told Me của tác giả Laura Dave. Cuốn này thì là một cuốn đã đạt thắng giải Goodreads của năm 2021. 2021 hay 2020 nha mọi người, nếu mình nhớ không lầm. Thì cuốn này cũng là một cuốn đã đạt giải. Tiếp theo thì là một cuốn mà em Quỳnh Hương rất thích, đó là If I Had Your Face của tác giả Francis Cha. Cuốn này thì mình cũng chưa đọc luôn mọi người, nhưng mà cái bìa của nó em nó rất đẹp luôn á. Ok, đây nữa thì mình có một cuốn cũng fiction, non-fiction. Cuốn này thì mình được tặng dịp sinh nhật, thì đó chính là Why the Germans Do It Better. Thì đó chính là cuốn non-fiction mà mình có tiếp theo. Ở đây thì sẽ là những cuốn sách mang tông màu đỏ. Thì mình có Jane Eyre, như là mình có nói hồi nãy, của tác giả Charlotte Bronte, là cuốn sách mà mình rất là thích, cuốn sách kinh điển mà mình yêu thích nhất. Tiếp theo nữa thì mình có cuốn Kitchen của tác giả Banana Yoshimoto. Mình hay xem video của em Thị Lệ Gạo Đen ấy, thì Lệ hay bảo cuốn này là của cô chuối, mình thấy cái tên cũng dễ thương. Cuốn tiếp theo sẽ là tập 1. Hồi nãy mình đã cho mọi người xem cuốn tập 2, nó là The Bone Short Emperor ấy. Thì đây là tập 1 mọi người, thì nó là The Bone Short Daughter. Tiếp theo thì mình cũng có một cuốn kinh điển, đó chính là Great Expectations của tác giả Charles Dickens. Cuốn này thì là bản dịch tiếng Việt là Những Kỳ Vọng Lớn Lao. Cuốn tiếp theo là một cuốn mà mình đã đọc rồi mà mình rất thích, đó chính là Pachinko của tác giả Min Chin Lee. Cuốn này thì mình đọc, sau đó thì mình xem movie adaptation mà có Lee Min Ho đó mọi người. Mình thấy cái phim nó cũng rất là ok luôn á. Nhưng mà thấy không có nhiều người biết đến lắm, nhưng mà mọi người thấy cái bìa của em này thật sự rất là xuất sắc luôn đúng không? Ok, tiếp theo thì mình có một cuốn sách mà mình buddy read với chị My Reader. Lần đầu tiên mình buddy read luôn á, thì đó chính là Lonely Castle in the Mirror. Thì Cô Thành Trong Gương. Và cuốn cuối cùng ở trong cái kệ này thì là cuốn Ghost của tác giả Dolly Alderton. Thì ở tầng thứ 3 mình có những cái cuốn sách mà mình xếp theo tông màu trắng ở phía bên này và tông màu xanh ở phía bên này. Cái này thì cuốn đầu tiên mình có cũng là một cuốn được đã dịch bản tiếng Việt, thì đó chính là Người Bà Tài Giỏi Vùng Saga. Cuốn này mình cũng đọc rồi, mình khá là thích đó. Cuốn tiếp theo cũng là một cuốn của tác giả Việt Nam, đó chính là Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ của tác giả Nguyễn Ngọc Thuận. Cuốn này thì mình cũng đọc được tầm khoảng 20-30 trang gì đó, và mình đã bỏ em nó xuống và chưa đọc lại. Thì đây sẽ là cuốn sách mà mình dự định sẽ đọc trong thời gian sắp tới. Tiếp theo thì là một cuốn cũng khá là đặc biệt,
Thì đó chính là cuốn My Policeman của tác giả Peyton Roberts. Cuốn này mình mua là tại vì nó được chuyển thể thành phim và có Harry đóng mọi người. Yeah. Đây, đó chính là cuốn My Policeman. Chính là The Little Paris Bookshop của tác giả Nina George. Cuốn này, again, mình cũng đọc nửa chừng và mình cũng chưa đọc xong luôn. Thì hy vọng là sắp tới mình sẽ có thời gian đọc cuốn này. Ok, thì tiếp theo mình có Con chim xanh biếc bay về của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Như mọi người thấy là nó vẫn còn nguyên siêu luôn, vì mình cũng chưa mở ra. Nhưng mình có nói là mình sẽ để dành những cái em sách tiếng Việt này để có gì mình đọc sau mọi người. Thì đó là cuốn của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Tiếp theo thì mình cũng có một cuốn mà mình thấy cái nội dung của nó cũng khá là ấn tượng. Thì nó tên là Stalling Days của tác giả Roman Hiasho Buchanan. Okay, tiếp theo thì là một cuốn sách rất nổi tiếng và mình thấy ai cũng thích. Mình cũng khá là tiếc bởi vì mình và bé An có dự định, An cũng có kêu mình là hay đọc đi, xong rồi hai chị em cùng quay video. Nhưng mà cuối cùng thì đã không thể quay được video cùng với An, tại vì mình cũng chưa có thời gian để đọc em sách này á. Thì đó chính là The Son of Achilles của tác giả Madeline Miller. Đây là một trong những cái cuốn sách mà mình dự định sẽ đọc trong thời gian sắp tới, gọi là quyết tâm sẽ đọc trong thời gian sắp tới luôn á. Tiếp theo thì là một cuốn sách rất là đặc biệt với mình, một trong những cuốn sách khi mà mình bắt đầu quyết định quay trở lại với việc đọc sách thì mình đã lựa chọn em này. Thì đó chính là một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản của chị Chi Nguyễn. Hai cuốn sách tiếp theo cũng là hai cuốn sách mà mình đã có dịp mua được khi mà mình về Việt Nam đợt Tết vừa rồi. Thì đó chính là Những vị khách của tiệm bán nghệ Tada và Tiệm bán nghệ Tada trước ga Mahoro của tác giả Miura Shion. Yeah. Thì đây cũng là hai cuốn sách mà mình thấy, mình nghĩ là sẽ có cái vibe kiểu chữa lành healing nhẹ nhàng. Trời ơi, mọi người nhìn cái bìa của nó lên video cực đẹp đúng không mọi người. Tiếp theo nữa thì mình có Firekeeper Daughter của tác giả Angeline Boulay. Thì tiếp theo mình có một cuốn rất là đẹp luôn, thì đó chính là Six Crimson Cranes của tác giả Elizabeth Lim. Cô này thì có hai cuốn sách trước đó mà mình đã đọc rồi, mình khá là thích, nhưng mà mình cũng, tại vì mình đọc xong rồi và mình chuyển nhà nên là mình cũng đã cho đi. Thì đây là một cuốn sách hình như là thuộc cũng trong cùng một cái vũ trụ đó luôn mọi người, nhưng mà mình chưa đọc đến em này. Tiếp theo thì mình có Cloud Cuckoo Land của tác giả Anthony Doerr. Ở đây mình có những cái cuốn sách theo tông màu xanh. Đầu tiên là một cuốn mà mình mua trong cái đợt Giáng sinh, The Christmas Bookshop. Mình mua cuốn này chủ yếu là để đọc cho nó hợp vai Giáng sinh đó mọi người. Tiếp theo là Hamnet của tác giả Maggie O'Farrell. Tiếp theo thì là Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian của tác giả Ocean Vương. Mình có bản tiếng Anh On Earth We Are Really Gorgeous. Cuốn này thì cũng là một cuốn mà mình rất thích. Theo thì mình có Miracle of the Namiya General Store, bản tiếng Anh của cuốn Những điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya, một trong những cuốn sách đầu tiên mà mình review trên kênh của mình đó mọi người. Tiếp theo thì mình có đây Invisible Life of Addie LaRue. Cuốn này thì mình đã đọc rồi, như hồi nãy mình cũng có nói là mình không có thích bằng cuốn Gallant, nhưng mà tại vì nó quá đẹp nên là mình cũng quyết định giữ lại, mình không có đem donate. Tiếp theo là một cuốn sách mà mình rất là thích, đó chính là Thư viện lúc nửa đêm, The Midnight Library của tác giả Matt Hay. Amory and the Night Brothers của tác giả B.B. Austin. Như mọi người có thể thấy là cái tông màu xanh này nó sẽ rất hợp với lại cái nail của mình luôn mọi người. Xinh ha. Cái này cái bì của nó cũng linh linh, là không biết mọi người có thấy trên camera không. Ok, thì quyển sách tiếp theo là một cuốn sách mà mình cũng mua được trong một thời gian cũng khá là lâu rồi. Thì đó chính là Angelica Frankenstein Makes Her Match của tác giả Sally Thorne. Chị này thì rất là nổi tiếng với cuốn The Hating Game, một cái cuốn romance, nhưng mà cuốn này thì lại thuộc thể loại fantasy. Đợt đó mình thấy nó đang được giảm giá nên là mình mua mọi người, chứ mình cũng chưa đọc đâu. Ok,
Thì tiếp theo là một cuốn sách mà mình cũng thấy các anh chị booktuber nước ngoài khá là thích, thì là Once Upon a Broken Heart của tác giả Stephanie Garber. Cuốn này thì mình cũng chưa đọc đâu mọi người, nhưng mà đây là cuốn fantasy nằm trong TBR của mình trong thời gian sắp tới. Ê, mọi người ơi, mình đã đến cái kệ cuối cùng rồi đó. Trời, nãy giờ mình nói cũng khang cả cổ luôn, mọi người không biết tới lúc này mọi người có còn xem nữa không ta. Ok, thì cuốn tiếp theo là một cuốn comic, thì đó chính là Lore Olympus của tác giả Rachel Smith. Thì đây là một cuốn truyện tranh nè mọi người, rất là đẹp luôn. Đây là volume đầu, tập đầu tiên. Nói cái này không biết mọi người có tin không, nhưng mà có một cái đợt á mà mình quyết định là mình mua những cái cuốn sách mà đạt giải Goodreads của năm đó về và mình đọc á, thì cái cuốn Lore Olympus này là đạt giải comics thì phải. Đạt giải truyện tranh á, thì mình đã mua em nó, cũng tính quay video đồ các kiểu, xong rồi cơn stress ập đến và mình đã từ bỏ tất cả mọi thứ và mình quyết định là mình cũng nghỉ làm YouTube một thời gian á. Ok, thì tiếp theo thì cũng là một cuốn sách tranh, đó là The Handmaid's Tale của tác giả Margaret Atwood. Cuốn này cũng nổi tiếng nha mọi người, người tùy nữ. Đẹp ha mọi người. Ok, tiếp theo thì mình có một cuốn fantasy rất là nổi, Dark Academia, mà rất là nổi năm ngoái luôn. Thì đó chính là Babel của tác giả O.F. Kwan. Cuốn này thì chắc là ở Việt Nam mình không biết là có bản dịch tiếng Việt chưa, mình nghĩ là chưa đâu, tại vì cuốn này cũng còn khá là mới mới phát hành thôi á. Theo thì có một cuốn mình mua rất là dày luôn mọi người, đây là Ordinary Monster của tác giả J.M. Mirror. Đây, cuốn này cầm gãy tay luôn mọi người. Đợt đó không biết sao mình nghĩ gì mà mình đi du lịch ở trên Edinburgh, mình lại mang theo cuốn này. Tại vì cái setting của nó là ở Scotland đó, nên là mình cũng ngựa ngựa mình mang theo, nhưng mà đâu có đọc được đâu mọi người. Đâu có thời gian đọc đâu, mà đã vậy nó còn nặng nữa. Đó cũng là một sự kiện nhớ đời của mình đó. Tiếp theo thì mình có Electra của tác giả Jennifer Saint. Cuốn này thì mình cũng mua được ở trong một cái tiệm charity shop luôn. Tiếp theo thì là một cuốn mà mình quyết tâm mua được rất lâu rồi nhưng mà cũng không đọc luôn. Thì đó chính là The One We Are Meant To Fight của tác giả John He. Ok, tiếp theo là một cuốn bản dịch tiếng Việt, Tàn Ngày Để Lại của tác giả Kazuo Ishiguro. Và mình cũng có cái tật không bỏ, đó là mình đọc giữa chừng xong mình đâu đọc nữa đâu mọi người. Mình để cuốn này xuống, mình không đọc luôn á. Mình đang kiểu hy vọng là thời gian sắp tới thì mình sẽ đọc được em này nè. Tiếp theo thì là một cuốn thriller thì phải. Thriller kinh điển có tên là The Woman in White của tác giả Wilkie Collins. Cuốn này thì mình mua được ở trong cái tiệm sách cũ, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một cuốn sách mà mình được em họ của mình nó đưa cho mình để mình đọc, thì mình đã đọc xong em này rồi. Thì nó là Trại Trẻ Đặc Biệt của cô Bellerin. Nói chung là mình thấy cũng được thôi mọi người, cuốn cuốn này cũng kiểu hơi hơi con nít với mình một tí, không biết sao nữa. Mình nói chung là mình không nó không có chạm được mình nhiều lắm, mà cũng có thể là mình đọc trong cái thời gian mà mình đang viết bài nên là mình cũng cảm thấy là nó không hay á. Mình cũng cảm thấy cũng bất công cho một số cái cuốn sách mà mình chọn đọc trong cái thời điểm mà mình rất là stress á, tại vì mình đọc mình không thấy hay đâu mọi người. Hy vọng, mình nghĩ là nếu mà mình đọc lại thì có thể là mình sẽ có một cái mood khác. Cuốn này thì dĩ nhiên là mình cũng chưa đọc, ngại ghê luôn mọi người. Mình có cuốn tiếp theo là The Soul of Kaigen. Cuốn này thì là một cuốn fantasy. Cuốn này thì mình biết được qua kênh của chị Emily á mọi người. Cuốn này thì cũng không có quá là nhiều người biết đến như phải á. Ok, tiếp theo là một cuốn kinh điển, một cuốn sách của một tác giả người Nga. Đó chính là Master and Margarita của tác giả Mikhail Bulgakov. Cuốn này thì cái bìa của nó rất là đẹp, là mình quyết định mua tại vì cái bìa mọi người coi á chịu nổi mình không.
Ok, tiếp theo thì là Prairie Lotus. Đây là một trong những em sách thuộc hoa đời đầu tiên của mình, trong những cái video đầu tiên của mọi người mình mua được cuốn này á. Thì cuốn này là một cái cuốn sách mà hiện tại tới giờ thì mình vẫn còn giữ em nó ở trên kệ luôn, tại vì nó cũng rất là xinh á. Ok, mình có cuốn tiếp theo là Elas Soe của tác giả Dorcy Little Badger. Cuốn này thì mình sẽ để dành để đọc nó vào dịp Halloween, tại vì nó có cái vibe rất là, nó là một cuốn thriller theo mình nhớ không lầm là vậy, nên là mình nghĩ cái vibe của nó sẽ hợp để đọc trong tháng 10. Tiếp theo thì là hai cuốn sách mà mình cũng chưa có mở siêu ra. Nó là bộ thứ hai thứ ba, cuốn thứ hai thứ ba trong cái bộ truyện của Trại trẻ đặc biệt của cô Perrin. Cuốn này, bộ này thì mình cũng được em họ mình để lại trước khi mà nó về Việt Nam á, thì nó để lại cho mình và mình cũng không đọc luôn, chưa đọc. Tiếp theo là một cuốn sách mà mình rất thích, thì đó chính là The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. Đây, cuốn này là một cuốn sách tranh mà mình cực kỳ yêu thích luôn. Kiểu giống như là mình chỉ mở bất kỳ một trang nào đó ra thì mình cũng sẽ tìm được một cái gì đó, một cái câu code rất là hay mà mình có thể áp dụng được trong cuộc sống của mình ngay lập tức đó mọi người. Cuốn này thì vừa mới có phim hoạt hình của BBC ấy, vừa ra mắt, cũng dễ thương lắm. Thì đây là cuốn sách cuối cùng trong cái kệ sách của mình mà mình muốn giới thiệu cho mọi người. Ok mọi người, như vậy là mình đã giới thiệu cho mọi người toàn bộ những cái em sách mà mình đã có trong cái kệ sách của mình hiện tại trong cái chỗ mà mình ở. Thì mình rất vui vì cuối cùng thì mình cũng đã lấy được động lực mà quay cái video đầu tiên trở lại trên kênh YouTube của mình. Không biết là mọi người có xem được đến hết cái video này không, nhưng mà thật sự khi mà mọi người bấm vào thôi cũng đã là một cái nguồn động lực lớn cho mình rồi đó. Ok, thì nếu như mọi người thích cái video này thì hãy nhấn like để ủng hộ cho mình nha, và ấn nút theo dõi kênh nữa, và mình sẽ quay trở lại trong những cái video tiếp theo. Rất rất là cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây đồng hành cùng với mình và luôn ủng hộ mình để mình có động lực quay trở lại với kênh YouTube Alex in Little Land. Và mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến cuối video ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah.